Nếu bạn nghĩ các trò chơi sandbox cần đến xô và xẻng thì bạn sẽ ngạc nhiên đấy. Trò chơi sandbox là nhiều loại trò chơi điện tử mà bạn với tư cách là người chơi không bị giới hạn trong việc đạt các mục tiêu đã đặt trước. Bạn cũng có thể thoải mái khám phá thế giới trò chơi và tương tác với những người chơi khác. Trò chơi sandbox nổi tiếng nhất phải kể đến là Minecraft. Khi chơi, bạn lạc vào một thế giới mở vô tận, ngẫu nhiên, không có mục tiêu cuối cùng được đặt trước. Bạn có thể khám phá núi, rừng, hang động, đồng bằng và đại dương, hoặc xây dựng, thay thế và phá hủy môi trường, tất cả chỉ trong một chu kỳ ngày và đêm. Trò chơi mang tính cách mạng này được phát triển vào năm 2009 và ban đầu nó có tên là Cave Game, không giống bất kỳ trò chơi nào khác vào thời điểm đó. Nó mang đến cho người chơi khả năng tạo ra thế giới của riêng họ. Thay vì tương tác với cấu trúc trò chơi, để xây dựng, bạn cũng cần thu thập tài nguyên của riêng mình. Hơn nữa, cho đến ngày nay, về cơ bản, Minecraft là một trò chơi sinh tồn. Người chơi phải liên tục vượt qua các chướng ngại đầy thù địch của thế giới rộng lớn này. Đồ họa hình khối của Minecraft đã trở thành ngôi sao ngay lập tức vì sự tự do mà nó mang lại cho người chơi. Đến nay, trò chơi này đã bán được hơn 200 triệu bản và có hơn 125 triệu người chơi hoạt động hàng tháng. Toàn bộ ngành công nghiệp trò chơi điện tử cũng hấp dẫn không kém, trị giá 100 tỷ đô trên toàn cầu. Nếu tiếp tục xem xét các con số, chúng ta sẽ thấy rằng khoảng 2/3 số gia đình ở Mỹ có ít nhất một thành viên thường xuyên tương tác với trò chơi điện tử. Ngày nay, chúng ta có rất nhiều nền tảng để lựa chọn, từ điện thoại di động đến máy tính bàn cho đến hệ thống arcade. Không có gì ngạc nhiên khi ngành công nghiệp trò chơi điện tử dẫn đầu trong công nghệ máy tính. Tuy nhiên, tất cả bắt đầu từ đâu? Một số người nói rằng vào năm 1952, một giáo sư người Anh đã phát triển Oso, một trò chơi tương tự như cờ caro, cho luận án đại học của ông. Theo sau đó là Tennis for Two của William Higgins Bertham vào năm 1958, được cài đặt trên máy tính analog. Nhưng kể từ năm 1983, không chỉ có trò chơi và niềm vui nữa, ngành công nghiệp trò chơi điện tử đã gặp phải một cú sốc lớn do nhiều yếu tố khác nhau. Thị trường máy chơi game trở nên quá tải, và thành thật mà nói, các trò chơi điện tử hồi đó có chất lượng khá thấp. Một ví dụ điển hình là E.T., nổi tiếng hiện nay, một trò chơi dựa trên bộ phim cùng tên, và nó vẫn được coi là trò chơi điện tử tệ nhất từng được tạo ra. Nó khó hiểu, khó học, và đồ họa cũng không đẹp. Trò chơi là một thất bại lớn về mặt thương mại đối với công ty, và một số lượng lớn các bản sao đã bị vứt ở một bãi rác tại New Mexico vào năm 1983. Vào năm 2014, một số bản sao đã được tìm thấy trên sa mạc và được bán tại các cuộc đấu giá. Các trò chơi nhượng quyền nổi tiếng được ra mắt vào nửa sau thế kỷ 20 vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Bạn chắc chắn đã nghe nói về các trò chơi như Super Mario Bros. The Legend of Zelda hoặc Metroid tua nhanh đến những năm 1990, khi trò chơi điện tử cũng chồng chéo với ngành công nghiệp điện ảnh. Ví dụ như bộ phim Live Action Super Mario Bros. Được phát hành vào năm 1993. Trò chơi điện tử Harry Potter là một trong những trò chơi nổi tiếng nhất hiện có. Chúng bao gồm nhiều lựa chọn khác nhau, một số dựa trên tiểu thuyết, trong khi những lựa chọn khác đi kèm với vũ trụ giả tưởng. Kể từ năm 2001, tổng cộng ít nhất 15 trò chơi điện tử Harry Potter đã được phát hành, và số đó chỉ dành cho máy tính bàn và máy tính chơi game cầm tay. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi các nhà phê bình, hầu hết sẽ nói rằng Phòng Chứa Bí Mật là trò chơi hấp dẫn nhất. Nhưng không có nhượng quyền trò chơi nào sánh đường với Mario. Ban đầu nó có tên là Donkey Kong vào năm 1981, và mục đích hồi đó là để một nhân vật nhỏ tên là Jumpman cứu đồng đội Pauline khỏi một con khỉ to lớn độc ác. Nhân vật kỳ quặc này đã thu hút khán giả bởi chiếc quần yếm đỏ và mũ lưỡi trai đỏ. Nhưng anh ta đã có cái tên Mario như thế nào? Chuyện kể rằng một trong những người sáng tạo trò chơi đã nhận thấy rằng Jumpman có ngoại hình giống với một trong những người chủ của văn phòng mà anh ta làm việc, và tên của ông ta là Mario. Nếu bạn nghĩ game này chủ yếu dành cho trẻ em thì bạn sẽ lại ngạc nhiên đấy. Một báo cáo năm 2022 ghi nhận khoảng 2/3 người Mỹ thường xuyên chơi game, tương đương 215 triệu người. Nhưng đó chưa phải là tất cả. 75% trong số những người chơi này trên 18 tuổi. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, độ tuổi trung bình của người chơi game điện tử ngày nay là 33 tuổi. Trò chơi điện tử có gì hay mà khiến chúng ta, ngay cả người trưởng thành, cũng bị cuốn vào? Câu trả lời không đơn giản như vậy, vì nó phụ thuộc vào thể loại trò chơi mà bạn đang chơi và thậm chí cả tính cách của bạn. Nhưng hầu hết mọi người nói rằng thỉnh thoảng họ vẫn chọn máy chơi game cầm tay vì nó mang lại cho họ niềm vui, sự kích thích tinh thần hoặc giúp họ giảm căng thẳng sau các hoạt động hàng ngày.
Một lý do thú vị khác là trò chơi điện tử mang chúng ta lại với nhau. Ví dụ, vào năm 2020, 65% người chơi cho biết họ chỉ thích những trò chơi giúp họ tương tác với người khác. Con số đó tăng vọt lên 77% vào năm 2021 và 83% vào năm 2022. Trò chơi điện tử giúp ta tương tác nhiều hơn với mọi người và cho phép ta kết nối với bạn bè và gia đình, không kể khoảng cách. Một số người lớn còn chỉ ra rằng việc chơi game đã giúp họ cải thiện các kỹ năng thực tế, bao gồm kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và khả năng làm việc giữa áp lực và thời hạn. Chơi game cũng mang lại cho mọi người cảm giác ổn định và có mục đích. Bạn chơi trên một chiếc máy có những quy tắc và giới hạn nhất định mà bạn có thể dễ dàng dự đoán. Nếu chơi đúng luật, bạn sẽ thắng. Thật dễ dàng và thoải mái. Đáng ngạc nhiên là ngay cả các bác sĩ phẫu thuật cũng có thể hưởng lợi từ việc chơi game điện tử thông thường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người chơi game điện tử mắc lỗi ít hơn 37% và nhanh hơn 27% so với đồng nghiệp của họ. Ngành công nghiệp này gần đây cũng đã trở thành một môi trường thể thao có lượng khán giả lớn, được gọi là thể thao điện tử. Chúng đã thu hút lượng người xem còn đông hơn cả Super Bowl hay các trận chung kết NBA. Các game thủ chuyên nghiệp rất trẻ, theo nhiều nguồn khác nhau, thậm chí có một game thủ chuyên nghiệp chỉ mới 7 tuổi. Game điện tử được chơi trong vũ trụ. Chắc chắn rồi, vào năm 1993, Tetris là trò chơi đầu tiên được chơi bên ngoài bầu khí quyển của chúng ta. Khoảng thời gian chơi game dài nhất là 138 giờ, xảy ra vào năm 2015. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 7, Kerry Switeki đã chơi một trò chơi có tên là Just Dance trong khoảng thời gian phá vỡ mọi kỷ lục. Bạn có nhớ tôi đã nói rằng diện tích bề mặt của Minecraft là không giới hạn không? Chà, hóa ra người ta đã đo và ước tính là nó lớn hơn nhiều so với bề mặt của trái đất. Các nguồn khác nhau cho rằng nó có thể lớn hơn gấp 8 lần, nhưng không có thông tin chính xác. Với diện tích này, trò chơi mang đến cho người chơi khả năng khám phá và sáng tạo vô hạn. Một số trò chơi điện tử có vô số người sáng tạo và sản xuất ra như GTA San Andreas chẳng hạn. Trò chơi này đã phá kỷ lục Guinness Thế Giới vào năm 2009 với danh hiệu trò chơi điện tử có dàn diễn viên lồng tiếng lớn nhất. Cụ thể là 861 người được chọn cho dịch vụ lồng tiếng, trong đó bao gồm 174 diễn viên và 687 người biểu diễn bổ sung. Nhiều người trong số nhóm người biểu diễn bổ sung là fan cứng của trò chơi và họ muốn trở thành một phần của câu chuyện. Người phát minh ra Game Boy không ai khác chính là nhân viên lao công của công ty. Chủ tịch tình cờ bắt gặp viên lao công chơi món đồ chơi mà anh ấy đã tự chế tạo ra vì buồn chán, và sau đó như thế nào thì ai cũng biết. Không cần phải nói, sự nghiệp của viên lao công đã nở rộ. The Sims cũng là một trong những trò chơi điện tử không giới hạn, cho phép bạn xây nhà, lập gia đình và nhóm bạn bè của riêng mình. Bạn thậm chí có thể nuôi thú cưng và làm việc. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng ban đầu nó được dùng để mô phỏng kiến trúc và các nhân vật chỉ được đặt ở đó để đánh giá các tòa nhà,